kêo xin mến trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn Toán 6 sách Kino Tri thức bài 12 bội chung bội chung nhỏ nhất tiết 4 trong video hôm nay chúng ta cùng giải các bài tập trong sách giáo khoa để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn Toán 6 các em có thể tham gia nhóm Zalo Toán 6 sách Kino Tri thức bằng cách là mở Zalo bấm quét mã qr trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là các em làm bài tập 2.36. Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của A 5 và 7. Để tìm bội chung của 5 và 7, trước hết là các em tìm bội chung nhỏ nhất của hai số này. Rồi người ta quy ước là các số nguyên tố chúng ta có thể phân tích ra thừa số nguyên tố là chính nó ta có 5 bằng 5 7 bằng 7 vậy bộ chung nhỏ nhất của hai số nguyên tố thì chính là tích của chúng như vậy bộ chung nhỏ nhất của 5 và 7 chính là 5 x 7 bằng 35 rồi các em biết là bội chung của 5 và 7 thì nó chính là bội của bội chung nhỏ nhất.

và 35 x 6 bằng 210 vân vân. Bội của 35 có vô số. Như vậy các em thể hiện bằng dấu ba chấm. Ở đây chúng ta đang tìm bội chung của 5 và 7 nhỏ hơn 200. Nhỏ hơn 200 thì các em chỉ cần lấy đến 175 thôi. Vậy bội chung nhỏ hơn 200 của 5 và 7 chính là 0, 35, 70, 105, 140 và 175. Rồi tương tự câu B. Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của 3, 4 và 10. Thì trước hết là kem cũng tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số này. 3 bằng 3, 4 bằng 2 mũ 2, 10 bằng 2 x 5. Vậy bội chung nhỏ nhất của ba số này bằng Thừa số riêng là 2 Lấy số mũ lớn nhất là 2 mũ 2 Thừa số riêng là 3 Lấy số mũ lớn nhất là 3 mũ 1 Thừa số riêng là 5 Lấy số mũ lớn nhất là 5 mũ 1 Sau đó là các em lập tích Thì ta được 2 mũ 2 x 3 x 5 Và bằng 60 như vậy bội chung của 3, 4 và 10 thì nó chính là bội của 60. Bây giờ kem liệt kê ra các số là bội của 60. 60 x 0 bằng 0, x 1 bằng 60, x 2 bằng 120, x 3 bằng 180, x 4 bằng 240, vân vân và ở đây các em chỉ cần lấy những số nhỏ hơn 200 thôi Vậy bội chung nhỏ hơn 200 của 3, 4 và 10 chính là các số 0, 60, 120, 180. Bài tập 2.37 tìm bội chung nhỏ nhất của A, 2 x 3 mũ 3 và 3 x 5. bội chung nhỏ nhất của 2 x 3 mũ 3 và 3 x 5 là Ở đây người ta đã phân tích cho chúng ta ra thừa số nguyên tố rồi Thì bây giờ chúng ta chỉ cần chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng Mỗi thừa số đó chúng ta lấy với số mũ là lớn nhất Sau đó là chúng ta lập tích Ở đây thừa số nguyên tố riêng là 2 Chọn số mũ lớn nhất là 2 mũ 1 thừa số nguyên tố chung là 3, chọn số mũ lớn nhất là 3 mũ 3. Thừa số nguyên tố riêng là 5, chọn số mũ lớn nhất là 5 mũ 1. Bây giờ chúng ta lập tích 2 x 3 mũ 3 x 5 bằng 270. Được chưa? Như vậy bộ chung nhỏ nhất của 2 x 3 mũ 3 và 3 x 5 chính là 270. Tương tự các em tìm bội chung nhỏ nhất của 2 x 5 x 7 mũ 2 và 3 x 5 mũ 2 x 7. Thừa số nguyên tố riêng là 2. Ở đây có 2, chỗ này không có 2 thì 2 là thừa số nguyên tố riêng. Chọn số mũ lớn nhất là 2 mũ 1. Thừa số nguyên tố riêng là 3, chọn số mũ lớn nhất là 3 mũ 1. Thừa số nguyên tố chung là 5. Chọn số mũ lớn nhất là 5 mũ 2. Thừa số nguyên tố chung là 7, chọn số mũ lớn nhất là 7 mũ 2. Các em nhớ là nhỏ nhất thì chọn số mũ lớn nhất, còn lớn nhất thì lại chọn số mũ nhỏ nhất. Ví dụ tìm ước chung lớn nhất thì khi lập tích các em chọn số mũ là nhỏ nhất. Còn tìm bội chung nhỏ nhất thì khi lập tích chúng ta chọn số mũ là lớn nhất nha nhỏ nhất thì chọn số mũ là lớn nhất còn lớn nhất thì chọn số mũ là nhỏ nhất rồi chúng ta tính được bao nhiêu 2 x 3 x 5 mũ 2 x 7 mũ 2 bằng 7.350 Bài tập 2.38 tìm bội chung nhỏ nhất của các số sau A. 30 và 45 Trước hết là các em phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. 30 thì bằng 6 x 5, đúng không? 6 bằng 2 x 3. Như vậy 30 bằng 2 x 3 x 5. 45 thì bằng 5 x 9. 45 bằng 5 x 9, mà 5 thì bằng 3 x 3. Như vậy 45 bằng 3 mũ 2 x 5. Vậy bội chung nhỏ nhất của hai số này là À 2 chọn số mũ lớn nhất là 2 mũ 1 3 chọn số mũ lớn nhất là 3 mũ 2 5 chọn số mũ lớn nhất là 5 mũ 1 Lập tích tức là chúng ta nhân vào 2 x 3 mũ 2 x 5 bằng 90 Tương tự câu B Các em tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số này thì trước hết là các em cũng phân tích từng số 1 ra thừa số nguyên tố. 18 có đúng là bằng 2 x 9 không? Mà 9 thì bằng 3 x 3. Vậy 18 bằng 2 x 3 mũ 2. 27 bằng 3 x 9. Mà 9 thì bằng 3 x 3. Vậy 27 bằng 3 mũ 3. 45 bằng 5 x 9. Mà 9 thì bằng 3 x 3. Vậy 45 bằng 3 mũ 2 x 5. Các em nhớ khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì thừa số bé các em viết trước, thừa số lớn viết sau. Sau đó bộ chung nhỏ nhất của ba số này Chính là 2 chọn số mũ lớn nhất là 2 mũ 1 3 chọn số mũ lớn nhất là 3 mũ 3 5 chọn số mũ lớn nhất là 5 mũ 1 Lập tích chúng ta nhân vào 2 x 3 mũ 3 x 5 Thì bằng bao nhiêu 270 Được chưa Các em nhớ là nhỏ nhất thì chọn số mũ là lớn nhất Còn Tìm ước chung lớn nhất thì chúng ta chọn số mũ là nhỏ nhất. Tiếp theo là kem sang bài tập 2.39. Tìm số tự nhiên A nhỏ nhất khác không. Biết rằng A chia hết cho 28 và A chia hết cho 32. À, theo đề bài, A là số tự nhiên nhỏ nhất khác không. A chia hết cho 28 và A chia hết cho 32. Cho nên A chính là bội chung nhỏ nhất của hai số này. Vậy các em tìm bội chung nhỏ nhất của hai số này. Trước hết là 28, chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố. 28 bằng 2 mũ 2 nhân 7. 32 bằng 2 mũ 5. Vậy bội chung nhỏ nhất của hai số này bằng 2 lấy số mũ lớn nhất là 2 mũ 5 7 lấy số mũ lớn nhất là 7 mũ 1, lập tích, kem nhân vào, 2 mũ 5 nhân 7 mũ 1, thì bằng 224. Vậy, số A cần tìm đó chính là số 224. Tiếp theo là kem sang bài tập 240. Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng, 29 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp từ 30 đến 40, tính số học sinh lớp 6A. Để thuận tiện thì các em gọi x là số học sinh của lớp 6A, vì là số học sinh cho nên x phải là thuộc tập các số tự nhiên khác không. Theo đề bài thì ta có là số học sinh của lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ có nghĩa là không dư ra em nào. Điều đó có nghĩa là x chia hết cho 3, x chia hết cho 4 và x chia cho 9. Số học sinh của lớp từ 30 đến 40. Cho nên x lớn hơn hoặc bằng 30, nhỏ hơn hoặc bằng 40. Ở đây các em hiểu là từ từ số nào đến số nào thì chúng ta phải lấy cả số đó. Tức là từ 30 đến 40 thì các em phải lấy cả 30, lấy cả 40 x lớn hơn hoặc bằng 30 và nhỏ hơn hoặc bằng 40. Từ đó ta suy ra x chính là bội chung của 3, 4 và 9 và x nằm trong cái khoảng này. Để tìm bội chung của 3, 4 và 9 thì trước hết là các em phải tìm bội chung nhỏ nhất của ba số này. Ta có 3 phân tích ra thành 3. 4 bằng 2 mũ 2, 9 bằng 3 mũ 2. Vậy bội chung nhỏ nhất của ba số này chính là 2 lấy số mũ lớn nhất là 2 mũ 2 3 lấy số mũ lớn nhất là 3 mũ 2 Lập tích Ta có 2 mũ 2 x 3 mũ 2 bằng 4 x 9 và bằng 36 Suy ra bội chung của ba số này Chính là bội của số 36 Bây giờ kem liệt kê ra các số là bội của 36 36 nhân 0 bằng 0, nhân 1 bằng 36, nhân 2 bằng 72, nhân 3 bằng 108, vân vân. Ở đây các em chỉ lấy các số từ 30 đến 40 thôi. Từ 30 đến 40 thỏa mãn thì chỉ có số 36. Số 36 nó lớn hơn hoặc bằng 30, nhỏ hơn hoặc bằng 40. Được chưa? Số 72 thì không được, nó lớn hơn 40 rồi mà x lớn hơn hoặc bằng 30 nhỏ hơn hoặc bằng 40 cho nên suy ra x bằng 36. Đến đây thì kem kết luận là số học sinh của lớp 6A là 36 học sinh. Tiếp theo là kem sang bài tập 2.41. Hai đội công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội 1 đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội 2 đã trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200 cây. Để thuận tiện các em gọi x là số cây mỗi đội đã trồng. Ở đây số cây của mỗi đội đã trồng là như nhau thì chúng ta gọi x là số cây mỗi đội đã trồng và x thuộc tập các số tự nhiên khác không vì số cây thì nó phải là số tự nhiên khác không. Theo đề bài ta có mỗi công nhân đội 1 đã trồng 8 cây có nghĩa là số cây của mỗi đội thì phải chia hết cho số cây của mỗi công nhân trồng được, tức là x phải chia hết cho 8. Mỗi công nhân đội 2 đã trồng 11 cây, như vậy x cũng phải chia hết cho 11. Số cây mỗi đội đã trồng nằm trong khoảng từ 100 đến 200 cây, cho nên x nó phải nằm trong cái khoảng từ 100 đến 200. Rồi, x chia hết cho 8 và x chia hết cho 11 thì x nó thuộc bội chung của 8 và 11 và x phải nằm trong cái khoảng này. Để tìm bội chung của 8 và 11 thì trước hết là các em phải tìm bội chung nhỏ nhất của hai số này. Ta có 8 bằng 2 mũ 3, 11 thì nó chính là 11. Bội chung nhỏ nhất của hai số này. 2 lấy số mũ lớn nhất là 2 mũ 3, 11 lấy số mũ lớn nhất là 11 mũ 1. Lập tích 2 mũ 3 nhân 11 thì bằng 88. Vậy bội chung của 8 và 11 thì nó chính là bội của 88. Chính là bội của 88. Bây giờ kem liệt kê ra các bội của số 88. 88 nhân 0 bằng 0, nhân 1 bằng 88, nhân 2 bằng 176 và nhân 3 bằng 264 vân vân. Vì x nó lớn hơn hoặc bằng 100, nhỏ hơn hoặc bằng 200. Cho nên trong các số này thì chỉ có số 176 là thỏa mãn thôi. Đúng không? 176 nó lớn hơn 100 và nhỏ hơn 200. Số 264 thì nó lớn hơn 200 rồi không được. Số 88 thì nó bé hơn 100 không được. Mà x nằm trong cái khoảng này nên số cây mỗi đội đã trồng là 176 cây. Tiếp theo là kem sang bài tập 2.42. Cứ 2 ngày Hà đi dạo cùng bạn cún yêu quý của mình. Cứ 7 ngày Hà lại tắm cho cún. Hôm nay cún vừa được đi dạo vừa được tắm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa thì cún vừa được đi dạo vừa được tắm. À để thuận tiện thì chúng ta gọi x là số ngày ít nhất mà sau đó cún vừa được tắm vừa được đi dạo. Vì là số ngày thì nó phải là số tự nhiên khác không. Cứ 2 ngày thì cún được đi dạo. Như vậy x phải chia hết cho 2. Cứ 7 ngày thì cún lại được tắm, do đó x phải chia hết cho 7. Theo đề bài ta có x chia hết cho 2, x chia hết cho 7. Sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa, tức là x phải là số nhỏ nhất. Từ đó ta suy ra x chính là bội chung nhỏ nhất của 2 và 7. Cho nên x bằng bội chung nhỏ nhất của 2 và 7. Muốn tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên tố thì chúng ta chỉ cần lấy tích của chúng. 2 và 7 là hai số nguyên tố, vậy bội chung nhỏ nhất của 2 và 7 chính là 2 x 7 bằng 14. Tức là sau ít nhất 14 ngày nữa thì cún vừa được tắm vừa được đi dạo. Tiếp theo là kem sang bài tập 2.43, quy đồng mẫu các phân số sau. Câu E. 9 phần 12 và 7 phần 15. Để quy đồng mẫu các phân số thì người ta sẽ chọn mẫu chung của hai phân số là bội chung nhỏ nhất của hai mẫu. Như vậy trước hết là các em phải tìm bội chung nhỏ nhất của 12 và 15. 12 bằng 2 mũ 2 nhân 3, 15 bằng 3 nhân 5. Vậy bội chung nhỏ nhất của hai số này chính là 2 chọn số mũ lớn nhất là 2 mũ 2 3 chọn số mũ lớn nhất là 3 mũ 1 5 chọn số mũ lớn nhất là 5 mũ 1 Lập tích ta được 2 mũ 2 x 3 x 5 bằng 60 Vậy ta chọn 60 là mẫu chung của hai phân số Do đó chúng ta sẽ quy đồng các phân số này như sau 9 phần 12 bằng Lấy 60 chia 12 được 5

và 9 phần 14. Để quy đồng mẫu của các phân số này, trước hết là kem tìm mẫu chung của ba phân số. Mẫu chung của ba phân số chính là bội chung nhỏ nhất của ba mẫu số. Tức là kem phải tìm bội chung nhỏ nhất của 10, 4 và 14. 10 phân tích thành 2 x 5, 4 phân tích thành 2 mũ 2, 14 phân tích thành 2 x 7, Vậy bộ chung nhỏ nhất của 3 số này bằng 2 lấy số mũ lớn nhất là 2 mũ 2, 5 lấy số mũ lớn nhất là 5 mũ 1, 7 lấy số mũ lớn nhất là 7 mũ 1. Lập tích ta được 2 mũ 2 x 5 x 7 và bằng bao nhiêu? 140. Mẫu số chung của 3 phân số là 140 thì 7 phần 10 sẽ bằng...

9 phần 14, lấy 140 chia 14 được 10, vậy các em lấy tử số nhân 10, mẫu số nhân 10, 9 nhân 10 bằng 90, 14 nhân 10 bằng 140. Tiếp theo là các em sang bài tập 2.44, thực hiện các phép tính sau. Câu E 7 phần 11 cộng với 5 phần 7. Rồi để thực hiện được phép cộng hai phân số thì trước hết là các em phải quy đồng mẫu số. Để quy đồng mẫu số thì trước hết là các em phải tìm bội chung nhỏ nhất của hai mẫu. Bởi vì bội chung nhỏ nhất của hai mẫu nó chính là mẫu số chung. Bội chung nhỏ nhất của 11 và 7. 11 và 7 là hai số nguyên tố, cho nên bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên tố chính là tích của chúng. Các em lấy 11 x 7 bằng 77. Tỏ như vậy 7 phần 11 mà cộng với 5 phần 7. Các em lấy 77 chia 11 được 7. Vậy các em lấy tử số nhân 7, mẫu số nhân 7. 77 chia 7 được 11. Vậy các em lấy tử số nhân 11, mẫu số nhân 11. 7 x 7 bằng 49, 11 x 7 bằng 77. 5 x 11 bằng 55, 7 x 11 bằng 77 cộng hai phân số cùng mẫu lấy tử số cộng tử số 49 cộng 55 bằng 104 giữ nguyên mẫu là 77 tương tự kem làm câu B rồi tương tự kem làm câu B 7 phần 20 trừ đi 2 phần 15 trước hết là kem tìm bội chung nhỏ nhất của 20 và 15 rồi cụ thể ở đây sau khi tìm được chúng ta biết là bội chung nhỏ nhất của 20 và 15 bằng 60 cho nên 7 phần 20 trừ đi 2 phần 15 bằng 60 chia 20 bằng 3. Vậy kèm lấy tử số nhân 3, mẫu số nhân 3. 60 chia 15 bằng 4. Vậy kèm lấy tử số nhân 4, mẫu số nhân 4. 7 nhân 3 bằng 21. 20 nhân 3 bằng 60. 2 nhân 4 bằng 8. 15 nhân 4 bằng 60. Lấy 21 trừ đi 8 bằng 13. Mẫu là 60. Đây chính là kết quả cuối cùng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.